Em thì ly hôn rồi anh. Tại thì em đang ở một mình á, em có một bé được 10 tuổi á. Bạn ấy bây giờ sống với ai? Bạn nhỏ đang sống với bà nội ạ. Em thì cũng nữa một lần à, cũng được một bé gái năm nay gần 6 tuổi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Mạch Thị Tuyết ạ. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Thanh Hóa. Là em ở trong đây với ai? Em ở với gia đình của chị gái ạ. Làm công việc gì Tuyết? Dạ, hiện tại em đang làm tự do thôi ạ. Tự do hả? Dạ. Tự do là việc gì cũng có thể làm được đúng không? Cũng ổn anh ạ. Em chỉ làm tạm thời thôi. Tạm thời thôi. Dạ. Rồi, mời em trai. Em tên Trần Nhân Hậu, em sinh năm 83, em đến từ Yên Bái. Nhân Hậu hả? Giờ Hậu làm gì? Giờ em làm về bên nghề điêu khắc gỗ ở Hóc Môn. Ừ, Hóc Môn. Mình ở Hóc Môn với ai Hậu? Đúng rồi, ở một mình nhưng mà em trông xưởng cho ông anh luôn, tức là ở làm đấy luôn. Ở nhà của ông anh luôn. Dạ. Làm cho ông anh luôn. Dạ. Hay à, cái này cũng hái ra tiền đó nha. Thuận lợi đó. Nghề điêu khắc này gỗ là hơi bị được á. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nào. Em thì cũng khá là hoạt bát và lanh lẹ. Chuyên môn thì thường là em hay buôn bán á, nên là cũng hơi lanh lẹ chút. Lanh lẹ. Dạ. Vậy là bán gỗ được không em? Em cái gì em cũng bán được anh ạ. Rồi, mày mốt về em kia bán gỗ luôn. Rồi, khuyết điểm của mình? Hơi nóng tính và cũng hơi thẳng tính á. Dạ. Nóng tính mà thẳng tính là mệt lắm á. Mình thẳng tính quá, cái người khác ta đã mệt rồi. Em nóng tính nó còn mệt hơn nữa đó. Dạ, em cảm ơn ạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Ưu điểm của em thì cũng nhiệt tình cho công việc, biết thương người. Biết thương người, có nóng tính không? Có. Nóng tính luôn? Trời ơi. Tính. Có thẳng tính không? Thẳng tính thì không thẳng tính, nhưng mà nhiều khi không dám nói trước á. Tức là không dám nói trước là không thẳng tính rồi. Nhưng mà tính cũng nóng, không nóng tính. Cũng nóng luôn, nóng lắm thì em làm gì Hậu? Nóng thì nhiều khi nóng mà mình không làm gì được người ta thì thôi mình quay chỗ khác thôi, chứ đâu sao sao nữa. Đường tình duyên mình sao nè nhà gái? Dạ, em thì ly hôn rồi anh. Tại thì em đang ở một mình á. Em ly hôn bao nhiêu năm rồi? Ngày ra tòa thì em không có nhớ, nhưng mà cách đây cũng tầm khoảng năm em 21, 22 tuổi á. Khá là lâu. Từ đó là tụi em ly thân tới giờ. Ly thân và ly hôn cách đây chắc khoảng 6-7 năm rồi đó. Em có con không? Có, em có một bé được 10 tuổi á. Bạn ấy bây giờ sống với ai? Bạn nhỏ đang sống với bà nội ạ. Trai hay gái em? Dạ, bé gái anh ạ. À, bé gái, 10 tuổi rồi hả? Dạ vâng. Còn Hậu? Em thì cũng nữa một lần à, cũng được một bé gái năm nay gần 6 tuổi. 6 tuổi cũng bé gái luôn, ở với ai? Đang ở với bà ngoại. À, bà ngoại hả? Bên kia thì con ở với ngoại ha, còn bên đây thì con ở với nội. Nhưng mà trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi thì anh Hậu có nhận thấy mình phạm một cái sai lầm nào đó hay không để dẫn tới cái việc ly hôn không? Sai lầm thì chắc thì cũng là mình thấy là mình cũng có, chứ không phải là nó không có, nhưng mà hai vợ chồng là bất đồng quan điểm. Không có tiếng nói chung, nhiều khi nói một thằng nhưng mà vợ hiểu một lần một nẻo. Nhiều khi những cái chuyện nó rất là nhỏ nhưng mà nói câu qua câu lại thì lại trở thành cái chuyện nó lớn. Nhưng mà hai người quen nhau bao lâu thì cưới? Quen được 2 năm ạ. 2 năm? Cưới có 1 năm? Đâu, con bé là được năm nay là gần 6 tuổi rồi mà. Ở cũng phải 5 năm. Năm rồi. À, tức là mới chia tay có 1 năm thôi. À, quá trình 5 năm lâu dài lắm á. Mà không có hợp với nhau, tranh luận hoài là cũng chia tay đúng không? Rồi em gái, sao mình chia tay? Hai vợ chồng không có hợp á. Không hợp luôn. Đúng rồi, tụi em cưới thì tìm hiểu chưa có kỹ. Yêu nhau mấy năm? Chắc có 3 tháng rồi. Yêu 3 tháng hả? Dạ. Rồi ở với nhau mấy năm? Tụi em sống với nhau 3 năm. 3 năm? Dạ. Yêu 3 tháng, sống 3 năm. Yêu cũng vội quá hả? Dạ vâng. Thôi. Nói về chuyện mới đi. Chuyện mới đi hả? Đó. Biết chút xíu vậy thôi. Rồi bây giờ nè, mình muốn có một cái người bạn trai mới như thế nào nè? Hiền lành chút, trưởng thành chút. Hiền lành nó chứ có hiền lành đó. Dạ. Cách tới 10 tuổi lận mà bên đơn kia trưởng thành lắm. Quá trưởng thành luôn. Đâu chị, lúc trước ông xã thì cũng hơn em 10 tuổi á. Em cũng nghĩ là trưởng thành nhưng mà thực sự thì không phải. Thầy cũng hơn 10 tuổi luôn hả? Dạ. Nghe bên đây hơn 10 tuổi giống ông xã cũ không? Ám ảnh không? Có nhiều người bị ám ảnh vậy đó nha. Bốc dáng hình ngoại hình dạ. Thì chỉ cần ưa nhìn chút thôi. Ưa nhìn chút thôi. Cái gì dạ. Chút rồi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Hút thuốc với lại say xỉn đó chị. Giả rượu nữa. Để gì vậy chị? Bỏ thuốc từ hồi dịch rồi. Không có rồi. Không hút thuốc đúng không? Hiện tại bây giờ là không hút. Phụ nữ là không ai thích hút thuốc cả. Có nhậu không? Nhậu thì chỉ thích uống bia chứ không thích uống rượu. Nhưng mà có xỉn không? Nếu mà bốn non là xỉn. Nhưng mà vâng. Không khi nào đến bốn non, ba non đủ lượng đi về. À, đủ lượng là đi về. Giờ là không có lè nhè đúng không? Không, tức là trước giờ cứ nhậu vào là buồn ngủ thôi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Hình thực ra là mình thì cũng bình thường, nên là cũng cần người cũng bình thường, nói chung là không có thấp quá mà không có mập quá, người em cũng nhỏ mà, cứ chiếu xứng mọi người với mình là được.
Hôm nay Hậu đi với ai? Em đi mình ạ. Mình dạ. Có ông Mai lo, giờ qua hỏi nhà gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi có một mình. Rồi để tôi lo luôn. Bây giờ thì mở rào cho hai bên gặp nhau thôi nào, mở rào. Một mình ta lại gặp một mình. Trời ơi, một mình là đi về hai mình chứ nói cái câu xui xẻo. Bắt đầu đi Hậu. Bạn bên kia tên Tuyết nha. Hoa hồng. Hoa. Lo nhìn thì quên luôn. Tặng em. Cái này anh tự làm đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi. Đẹp đó, tay nghề cao đó. Cái này làm bằng gỗ hả anh Hậu? Hoa hồng nó không bao giờ phai luôn. Đưa đây chị Lan cầm cho. Cảm nhận về nhau đi, Hậu thấy Tuyết là người thế nào nè? Cảm nhận ấy thì bây giờ anh ấy cũng muốn là mình có thời gian để mình nói chuyện tìm hiểu nhau. Nhưng mà giờ nói qua đây thời gian nó cũng ít ấy, không có nói được hết. Tuyết thấy Hậu thì người thế nào? Thấy anh cũng khá là dễ thương. Anh ở đây với ai ạ? Thì hiện tại thì anh ở mình. Nhưng mà anh làm thì anh làm ở xưởng là lúc nào ban ngày thì đông người lắm. Trông xưởng cho ông anh ấy, rồi mình làm ở đây xong mình trông xưởng cho anh luôn. Dạ, bình thường thói quen của anh là gì? Lâu giờ làm á? Thật ra anh làm tối anh nghỉ muộn lắm, khoảng 7:30-8 giờ nghỉ rồi. Yeah. Ăn uống 8 giờ xong thì cũng nằm lướt điện thoại thôi, cũng chẳng làm gì. Giờ thì không biết đi đâu, vì anh thì anh hay dành cái thời gian đi, anh đi chơi xa thôi. Lâu lâu mấy tháng mà mệt mỏi hay là có thời gian thì mình đi đâu chơi xa thôi, chứ còn thành phố này cũng ít đi lắm. Hiện tại thì anh công việc của anh á, khoảng khi nào thì anh có thời gian rảnh? Anh thì thật ra từ xưa đến giờ anh không có làm công ty, nên là anh thích con người là mình thích đi là chủ, nó được chủ bản thân mình ấy, làm chủ thời gian ấy, nên là ví dụ ban ngày mà anh có làm thì tối nghỉ, mà khi ban ngày đi đâu có việc gì khi tối thì về làm muộn nữa, nên là mình chủ động thời gian đó. Hiện tại anh đang ở đâu? Anh ở Hóc Môn. Nếu mình hẹn hò thì sao? Hiện tại giờ này em ở em đang ở Vĩnh Lộc. Hẹn hò thì nói chung là do em mà có thời gian như nào thì anh chạy đến, rồi anh quanh quanh Sài Gòn này mấy chục cây thì anh đi nó nhanh lắm. Quan trọng là thích đi, nhưng mà có người đến phải để cho mình đến hay không thôi. Dạ. Em có con riêng á, thì đang ở với bà nội á, thì tới lui thăm thường á, thì anh có vấn đề gì không? Không, chẳng có gì, vì như anh này anh cũng khao khát được nuôi con lắm, nhưng mà không có được nuôi vì vợ dành nuôi. Giờ chỉ có lo được cái việc là hàng tháng mình nuôi tiền học với tiền sữa thôi. Còn cái chuyện con ấy thì lúc mà đến được nhau thì mình nhìn ra là anh vẫn muốn là có được đứa con nữa, vì anh ấy cũng xin được có một đứa. Dạ. Khi đã về là vợ chồng rồi thì các bạn yêu cầu người chồng mình phải làm gì cho mình, và ngược lại mình yêu cầu người vợ mình phải làm gì cho mình? Như em ấy thì thật ra là em chỉ cần người vợ ấy là thứ nhất là tôn trọng mình, giữ thể diện cho mình ấy. Ví dụ là đi đến chỗ khác mà người chồng mình có như thế nào thì mới có về nhà nói thôi, chứ không có đến gọi là làm xấu mặt chồng á. Và do dù nó rất là khó chịu, nhưng mà về nhà thì mình nói chồng cũng được, đối xử với mẹ mình như nào thì mẹ chồng cũng như vậy thôi. Thân anh ấy là anh làm được cái việc như vậy, anh không phải đòi hỏi nó vợ phải làm cơm nước cái gì. Chuyện đấy thì nó đối với anh, nó từ bé từ thơ của anh là sống tự lập, nên anh không có bận tâm về cái chuyện đấy, là ai nấu cơm hay ai làm gì cũng được, nhưng là cùng nhau làm việc thôi, không phải là phân định rõ ràng là người này là làm cái này, người này cái kia, tức là ai rảnh như nào thì làm phụ cho nhau. Em thì đơn giản thôi, em cần một người đàn ông của gia đình. Của gia đình là sao? Cụ thể thì tức là sau giờ làm thì lâu lâu mình giải trí một chút, đi ra ngoài thì không sao, như tuần 1-2 buổi bạn bè như ăn nhậu này nọ, thì những ngày khác thì thôi mình về nhà với gia đình coi vợ con nó ra làm sao. Anh biết làm việc nhà mà đúng không? Ra những việc tới thì anh làm được từ xưa. Dạ. Ngày xưa là tuổi thơ là đi học ấy, là không na cà. Đến lúc khi mình đi làm là cũng vậy thôi, mình có thành cái thói quen là như vậy rồi. Mà đúng là ra mình cũng chẳng đi đâu, mình không nhậu được, bây giờ đi đâu thì chỉ có về nhà thôi. Kế hoạch của anh ở trong tương lai là gì? Thời gian tới là mà anh không quen ai thì chắc là anh cũng sẽ về quê, anh không sống trong này nữa. Còn nếu mà quen ai thì anh vẫn tiếp tục ở trong này. Chuyện đấy anh không thấy nó lo, vì anh bán đất ở quê đi mua trong này cũng được. Bây giờ là mình chưa có xác định là mình ở đây hẳn, nên là mình không có dám làm cái chuyện đấy. Tức là anh là đã có cái sự chuẩn bị cho một cái cuộc hôn nhân mới chưa? Tức là có thì em đi có thì vừa chia bán đất vào đây ở. Tức là vẫn được đúng không? Được. Mua nhà đồ trong đây được đúng không? Rồi bây giờ đứng lên đi, rung quá. Hậu rất là rung nào. Thế tài đây. Ừ. Rồi hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể về chung một nhà được? Anh băng qua hôm nay em cho anh hẹn hò với em. Nhưng mà thời gian thì mình có thể được bao nhiêu em? 9 tháng đến 1 năm rưỡi. Cũng được, cái đêm đấy cũng được. Hát tặng bạn ấy bài đi. Nhìn bạn gái đi, nhìn đâu trong đây vậy trời. Rùng lắm. Bài về tình tôi xa xa. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên.
Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá đắp lanh đắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Dùng có quên. Bây giờ trước khi bấm nút thì em trai nói suy nghĩ thế nào, mình mong muốn thế nào, mình nói cho em gái biết đi. Anh thì cũng lỡ nàng rồi mà. Anh giờ cũng muốn tìm thêm mối tình mới, muốn tìm đến một người có thể đi hết mình quãng đời còn lại. Hồi trước ấy thì không bao giờ nghĩ chuyện lấy vợ rồi, nhưng mà đến bây giờ mà ra có tuổi mình nghĩ đi, cảm giác là sau này già sống một mình là mình thấy sợ sợ mà sống một mình. Anh chỉ có mong muốn như vậy thôi. Nói vậy làm sao thuyết phục được cô gái? Không biết lắm. Được rồi, thôi về đây. Để tay mình nút bấm đi. Đây là những giây phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật kỹ con tim của mình. Nếu rung động, chúng ta bấm nút đưa ra quyết định bằng sự chân thành, bằng nhịp tim của mình. Ngọc Lan sẽ đếm nhé. 1, 2, 3. Hết thời gian. Như em gái, sao lại em? Em chưa có cảm thấy mình rung động. Chưa rung động, chưa có thuyết phục cao lắm đúng không? Đúng rồi, em mình cũng không có cái cảm giác an toàn. Đó, tất cả những người phụ nữ như chúng tôi ly hôn rồi, chúng tôi luôn mong muốn một cái an toàn cho cuộc sống của mình. Không lẽ tôi ngồi tôi nói giùm cho bạn trai chứ thiệt. Bạn trai rất là thích bạn gái, nhưng mà không biết nói sao để chứng minh được điều đó hết trơn á. Đó cũng là cái khuyết điểm của mình. Đây là những... Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Bá Tùng. Năm nay 31 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai luôn. Em làm công việc gì Tùng? Dạ em làm bảo trì. Rồi tới phiên mình, bạn nữ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai bà mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồng xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy mình đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo đó Linh. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Dạo trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giữa làm thì cũng ít lên. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần cũng được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi anh Linh. Dạ người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Lý dạ, do sao rồi. Nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên là tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em hơn 10 tuổi chị. Là bên này là hơn em như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Thì thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Mình có vẻ cá tính mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình,
biết cách cư xử, trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là hai người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái, nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ, và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á, tất cả bây giờ cho con bú được nè, rồi giặt tã cho con nè, tắm rửa cho con được, nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Thí dụ không được 50 rồi bây sao? Giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí của cô này đưa ra hình ảnh người anh trai vậy. Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Sao ông gan vậy á? Của ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? Em ơi là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè? Dạ mấy cái mà chăm con đấy này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. À thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai chút thôi, bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè? Dạ như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đến qua anh coi có mập mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Được, này cũng hay nha. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không mà tròn dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau, có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với đúng ba mẹ em mình. Tâm sự với anh trai vậy đúng dạ, không? Dạ dạ đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc, rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ thuốc thì em không hút, nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Ừ. Dạ. Còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Có. Dạ. Trong cuộc sống em thích điều gì? Là em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng này em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lớn tiếng vậy không sao. À, lớn tiếng tức là la lớn hay là đúng, nói hay lớn tiếng. Nạt nộ này kia đó anh Linh. À, dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rãng nghe nó cũng dạ, hay vui, lắm á. Cái đấy là vui. Cảm tình lắm á, vui á. Dạ. Làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn. Mà đang ở với ba mẹ mình luôn. Dạ, ở với không? Ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với lại hai cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Ồ đông quá hả? Dạ. Dạ chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào em Chi Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác bác rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà mối xe cho hai cháu thì bác đấy cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái rồi. Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ dạ tay. Rồi. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh ạ và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tổng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai đó thì em thấy mọi cái còn lại thì em thấy là 80-90% là anh em có anh thể. Em rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á. Cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đấy là anh đi xe đạp chứ không có xe máy đó. Anh chạy từ đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa mùng 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền. Em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Thằng gái dễ thương quá.
Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Thì nói thật với lại ông Mai và Mối chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc, chỉ có hai anh em thôi. Anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tuân Thuận á. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình. Hai con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được. Con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà Mối xe duyên cho hai cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Ủa này có em trai, anh trai bạn ấy đi không? Dạ có, đi. Mấy giờ nghe em gái khen quá trời đất luôn. Em rồi đó. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu. Bé Diễm thì sôi nổi, thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi. Em thấy em để tương lai của em có đẹp trai không? Dạ em thấy bạn này thì chắc là có nét về mình sẽ tốt lại. Chàng trai bên đây theo anh đánh giá khách quan, rất là dễ thương. Và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để nhận xét. Chuyện cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta bắt đầu gặp gỡ, mở rào. Bắt đầu. Em cảm ơn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi. Đâu anh nói thật mà. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á. Ví dụ như là nhà em ít người á. Thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố. Thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình. Nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm. Thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn, thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, ở chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì nữa. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà, em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. À là lúc trước là anh học ở đây? Ừ, lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. À, nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? À, nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn đó. Dạ. Em thấy anh sao? À, em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính. Rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. À, nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hoài được em thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười. Muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. Em ví dụ thôi nha. Cái người ngồi đây không phải là em mà là một cái cô gái khác. Trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó. Và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó. Nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh.
Và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? À, anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh. Bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến. Thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em thích rất là thích ăn kem. Thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi, bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em. Vậy tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền, thậm chí kiên nhẫn. Em có thể nói tới sáng tới chiều cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá. Yêu xa thế nào, em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không? Dạ thật sự là em nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy. Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai em có thể làm dâu được không? Dạ em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ được ạ. Thế em được. Được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc nãy hết cầu này rồi đấy. Hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa? Dạ, hay là phải có kết quả bấm nút có kết quả. À có kết quả bấm nút cuối. Mở. Kết quả xong rồi cổ nó mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này, anh xin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến ha. Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán. Mình cũng chưa nói điều gì nhưng thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nha. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm. Và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mở đi, mở. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ, hứa dù nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là cá tính đó. Cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó, em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ con chào hai bác ạ. Nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có, nói chung thì hai đứa ở đâu bà cùng không đặt thành quan trọng, ở đâu cũng được, hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình được có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi, bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Xin ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin thế hai bác cho con hôn Diễm ạ. Phương Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và bạn bên đó. Em tên là Đặng Thiên Vũ, em sinh năm 1993, quê quán của em là ở Bình Định, hiện tại em đang ở quận Phú Nhuận. Nghề nghiệp của em hiện tại đó là em làm bên marketing và làm bên công nghệ thông tin. Hồi hộp nói hơi nhanh chút xíu ha. Dạ. Thiên Vũ năm 93 nha, quê Bình Định, bây giờ làm ở Phú Nhuận hả? Dạ, em làm ở quận Nhất ạ. Bình Định là quê vợ của Linh á, ở quyện nào? Dạ, con ở thị xã An Nhơn ạ. An Nhơn rồi, đúng quê luôn rồi ha, đúng An Nhơn. Đúng okay. Luôn.
Rồi, hôm nay biết coi nhà gái bên tôi quê sao vợ nào. Luôn. Giới thiệu đi. Dạ, chào cô và chào chú Huyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1998. Hiện tại đang kinh doanh online, kinh doanh thời trang cô. Con ở bên Phan Huy Ích, Tân Bình. Con ở Tân Bình cũng gần ngay Phú Nhuận đúng không? À, dạ, chắc gần. Điểm mạnh, điểm yếu của Ngọc con nói coi. Dạ, điểm mạnh của con là tự lập, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của con là khi mà đói quá thì hơi quạo, hơi cấu một xíu. Đói ai cũng quạo con ơi. Hơi xấu đói cũng quạo nữa. Dạ tại nhiều khi làm nhiều quá cái cũng quên ăn quên uống cái tới trưa tới chiều tối mới ăn, cả ngày ăn một cử vậy đó. Công việc con ok không? Dạ bán cũng ok. Con bán cũng được 3 năm mấy rồi. Là con vừa đi học vừa bán luôn đó. Không có sai của cô đâu ha. Con bán đồ là từ tuổi tầm tuổi con á. Dạ. Rồi. Đó, điểm mạnh điểm yếu rồi đó bên đàn trai ơi. Đàn trai Vũ nói cho. Dạ, điểm mạnh của con đó là con sống tự lập, biết nấu ăn, sống lành mạnh, không biết quan tâm chăm sóc người yêu, biết chia sẻ đồng cảm, con có ý chí nghị lực. Hay á, cũng có nhiều cái hay ghê á. Dạ. Thì còn điểm yếu con thì con đôi lúc hay cục xúc và đôi lúc thì con ít muốn chia sẻ những khó khăn với bạn gái của mình. Ủa, cục xúc là xúc sao? Tôi nó thắc mắc cục xúc. Kiểu là như sao? Là đôi lúc thì kiểu như đang kể chuyện người ta xong rồi đến lúc đó không muốn kể nữa, hoặc là đôi lúc mà người ta hỏi cái gì đó thì mình trả lời kiểu như là quạo quạo. Dạ. Cục xúc hả? Vậy thì đâu phải gọi là cục xúc con, cái chữ cục xúc nó dễ sợ lắm á. Cục xúc căng lắm ha. Cục xúc là coi như là hơi có một chút hàm hồ, hơi có một chút mà gọi là trương phi trong đó, có nghĩa là chuyển qua cục khác đi. Đó, cục ngang ngược vậy đó. Cái đó con chỉ là giống như là hơi gọi là thất thường một chút xíu về 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 cảm xúc thôi. Rồi. Dạ. Vũ có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì hầu như là chỉ như vậy thôi. Như vậy thôi hả? Dạ đúng rồi. Cũng dễ thương, không tới nổi cục xúc đâu nha. Dạ. Chuyển qua cục khác đi, cục nhẹ nhàng hơn đi. Rồi, cục bộ. Rồi, bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên cho bạn gái bên kia nghe đi Vũ. Dạ, thì con đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. Thì mối tình gần đây nhất thì kéo dài khoảng 1 năm rưỡi. Thì lý do chia tay là bởi vì là cái quan niệm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, cuộc sống của hai bạn không có phù hợp với nhau. Dạ. 3 mối tình sâu sắc luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Đó thứ nhất, thứ hai là mấy năm? Dạ thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba? Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cái chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Cả cuộc đời dành để yêu thôi đúng không? Cả tuổi thanh xuân để yêu thôi. Thì bây giờ thì ba cái mối tình đó mình rút ra cái bài học gì để mai mốt mình bổ sung cho cái mối tình mới cho nó hoàn thiện hơn nè. Mình thiếu sót cái gì? Dạ thì thiếu sót con là bởi vì là đôi lúc thì mình cái gì cũng vậy là nhiều quá thì nó không có tốt. Thì đôi lúc con thì rút kinh nghiệm là con sẽ yêu thương ít lại, quan tâm ít lại, không có để bạn đó phải quá phụ thuộc vào mình. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Lúc yêu thương ít lại rồi quan tâm ít lại là sao? Kiểu như là con quan tâm chăm sóc bạn gái là từ những điều nhỏ nhất. Có thể là trưa đó con đi làm, con hỏi bạn nữ ăn gì chưa, bạn nữ kêu là chưa ăn, hoặc là bạn nữ kêu là làm biếng ăn, thì con có thể là con sẵn sàng là con chạy về, con mua gì đó cho bạn ăn, rồi con lên lại công ty. Từ lúc thì như vậy thì nhiều khi mà coi cho họ cái cảm giác phụ thuộc và họ cứ kiểu như là đôi lúc mình không làm như vậy thì họ nghĩ là mình thay đổi. Tức là lúc đầu mình vô hùng vã quá. Dạ. Rồi đôi khi mình hơi quên cái đúng bạn rồi. Ấy, gọi là bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy ta làm đều đi, bạn ấy đâu bực bội đâu. Sức đâu mà làm. Cả cuộc đời mười mấy năm chào con. Chị ạ. Gặp mười mấy năm để yêu rồi bây giờ mười mấy năm mà vừa yêu mà vừa phục vụ cái đó sao chịu nổi đúng không? Dạ. Bởi vì thì công việc con cũng khá là nhiều nên là con nhiều lúc thì con rảnh thì con chăm sóc cho người yêu. Còn những lúc mà con trong công việc thì con hơi bị cuốn vào công việc. Mỗi tình 6 năm có chăm sóc vậy không? Dạ cũng có hả. Từ lúc thì chia tay bởi vì là cả hai quá hiểu nhau. Lúc hiểu nhau thì họ biết được những cái nhược điểm của mình, và khi cãi nhau thì họ lấy nhược điểm đó ra họ làm tổn thương mình. Trời đất ơi. Dạ. Thành ra những mối tình mà kéo dài 6-7 năm, 8-9 năm, 10 năm gì là hay chia tay là vậy đó hả? Dạ. Là hiểu nhau quá đúng không? Đúng rồi, dạ. Vậy thôi. Hiểu nhau, cảm thông nhau nó khác với việc này, hiểu nhau mà có thể là biết đối phương là như thế nào để làm đau họ một cách nhanh nhất. Trời ơi. Tức là dùng cái sự hiểu nhau, biết dạ, nhau rồi. Như vậy để mà làm tổn thương nhau khi mà mình không đồng ý. Trời, khi mà bắt đầu. Nó nguy hiểm lắm nha. Nó mệt mỏi ha. Bây giờ cái cô bé bên đây á, là tới năm 98, có nghĩa là nhỏ tuổi xíu dần, xíu à. Dạ. Nhỏ hơn cưng 5 tuổi ạ. Vậy con hợp với 98 ạ. Đúng rồi, nhỏ hơn 5 tuổi. Và bây giờ là
Tại vì bên nhà gái tôi á, cô bé này nó dễ thương quá đi. Dạ. Nhìn nó như cúp bé vậy đó. Con đây cũng dễ thương mà. Không, thì nhưng mà anh này lớn rồi và ông lớn nhiều kinh nghiệm. Lớn có mấy tuổi mà lớn nhiều kinh nghiệm trong cái tình duyên trong cuộc sống rồi. Đó, bé này là con có học, con tốt nghiệp dạ con tốt nghiệp trường học viện hành chính quốc gia. À, tức là đi vừa đi học vừa đi làm, dạ, đúng không? Mà giờ con tốt nghiệp rồi. Dạ đúng rồi. Hành chính quốc gia là con có ý định xin việc ở một cái cơ quan nào? Dạ chưa, hiện tại là con muốn kinh doanh phát triển hơn. Đó. Còn nhỏ mà. Cho nên là bé là chỉ có ở nhà là chính với đi học thôi. Tình duyên dạ. Đó là sao? Thành ra là tình duyên thì có dạ, có hai mối con, tình rồi. Có hai mối tình rồi hả? Dạ. Cũng hai mối rồi chứ ít à. Mối 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 dài nhất là à dạ 4 năm. 4 năm. Trời ơi, sao chia tay vậy con? À dạ con chờ bạn đó đi lính 2 năm nhưng bạn đó nói về và nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn đó về đó lấy vợ luôn. Đó hả? Dạ. Trời ơi, cái đó mối tình đầu hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm. 1 năm. Kiểu bạn đó có yêu xe, bạn đó có người mới. À, tức là đó bạn này rất là yếu đuối nè, cả hai mối tình đều là bị người ta phản bội đó. Vấn đề là như thế thôi. Bên đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm, bên đây có nhiều mối tình hơn, yêu sâu đậm hơn, sâu sắc hơn, rồi làm marketing nè ha, người thông tin này kia lanh lợi hơn, có thể chia sẻ với bạn kia nhiều chút xíu để bạn có thể kinh nghiệm nhiều hơn ha. Dạ, thì đôi lúc thì trong tình yêu thì mình không có đúng hay sai, xấu hay đẹp, quan trọng là suy nghĩ đó của cả hai, quan điểm của cả hai nó có phù hợp với nhau hay không. Mà khi phù hợp với nhau thì mình làm chuyện gì cũng thành công hết. Mà khi đã không hợp rồi thì đôi lúc thì chỉ cần làm nói ra không được, đã thấy khó chịu rồi. Ví dụ như thì con tự lập từ nhỏ, từ lúc mà con vô đại học rồi. Nên là cái quan điểm của con về cuộc sống, con cũng nhìn nhận theo nhiều hướng khác nhau. Còn bạn nữ thì kiểu như bạn mới tốt nghiệp xong bạn làm đến đâu đó thì bạn nhìn cái cuộc sống với lăng kính màu hồng nhiều hơn. Bạn nằm nhà không à, bạn kinh doanh online mà đồ thời trang online. Dạ. Cái tiêu chuẩn con đặt ra cho người bạn gái tương lai của mình là như thế nào? Dạ trên 1m6, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân những lúc mà không có ở bên cạnh của nhau. Biết yêu thương gia đình của người yêu, của chồng của mình và hòa đồng với mọi người ạ. Cái điều con ghét nhất ở người con gái là gì? Dạ không chung thủy ạ. Ghét nhất là không chung thủy. Dạ đúng rồi. Mình có mẫu hình lý tưởng nào không Vũ? Dạ mẫu hình lý tưởng thì thực sự không có, nhưng mà kiểu như nếu mà nói về ngoại hình lý tưởng á, thì con có thần tượng là chị Diễm My 9X. Diễm My 9X. Chào chú. Xin chào con. Trẻ qua 98 ha, cũng 9X. Dạ. Gọi là gần cuối luôn á. Đời cuối luôn á. Trẻ quá. Mình muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào con? Dạ con muốn hình mẫu lý tưởng con là một người trứng trắng, trưởng thành, là người có gia đình, biết quan tâm chăm sóc. Con muốn người trưởng thành thôi. Tại vì mấy cái mối tình trước của con Nguyên còn nhỏ quá, cho nên là kiểu như con Nguyên giống như con là chị gái vậy đó. Bên đây trưởng thành rồi nè. Dạ. Bên đây thấy không? Thà trưởng thành chững chạc luôn rồi đó. Đều có nói hơi nhanh chút thôi. Nãy giờ con nghe cảm nhận cái người bên đây có hợp tính con không? Dạ con thấy là anh nói anh cũng tự lập. Vô đại học cũng tự lập thì con rất là thích người có tính tự lập tại giống con. Con thấy cũng trưởng thành. Con thấy con không thích điều gì ở đàn ông? Không chung thủy. Không chung thủy. Hai đứa nó giống nhau á Linh. Hai đứa nào cũng không thích đối phương là thì không chung ai thủy. Ai không muốn người thương của mình lại là lăng nhăng đâu. Dạ đúng rồi. Ai cũng vậy trơn á. Nhưng mà ông thấy bên nhà gái tôi có giống Diễm My 9X không? Có nét xinh hơn khác chứ, mỗi người có nét khác nhau. Rồi, hai đứa này dễ thương. Bây giờ là mình chuẩn bị cái gì để mình cưới vợ chưa hả Vũ? Dạ, con cũng có chuẩn bị rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì trong năm nay thì con cũng có một vài kế hoạch mới cho công việc của con. Nên đâu đó thì con nghĩ là trong vòng năm tới thì con sẽ chuẩn bị đầy đủ và vững chắc. Bây giờ mình nói cho nhà gái người ta yên tâm thì mình chuẩn bị được cái gì nè. Chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng để có gia đình. Nhà cửa con sao Vũ? Dạ thì con đang mua căn hộ ở quận 12 ạ. Quận 12 hả con? Dạ. Nhưng mua mà chưa? Con dạ con đang mua trả góp ạ. Được, con mua trả góp là được rồi. Được đó, nhà trai người ta thấy được không? Đó, ta làm kinh doanh bây giờ bên đó bán online ha. Bên đây là ta làm marketing nè. Ta có thể marketing được. Dạ con làm marketing với công nghệ thông tin thì ngồi ra con cũng có kinh doanh thêm về đồ gỗ nội thất nữa. Trời ơi, giỏi vậy sao? Vậy là giỏi quá ha, con làm hai ba việc lận ha. Người Bình Định giỏi lắm. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Mở rào. Thank you.
bắt đầu đi ngủ. Nhận quà tặng quà đi con. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bà Hoa, còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Thì ở trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em. Em có thể là đọc cho mọi người cùng nghe được. Đây ạ. Đưa đưa hoa đây, cô để đây. Không tí con mở cái quà này ra luôn nha. Dạ. Thì như lúc nãy em đã chia sẻ thì đâu đó thì em đã trải qua hai mối tình. Thì đâu đó thì trong hai cuộc tình đó thì ít nhiều em cũng chịu đựng những cái tổn thương và thiệt thòi em đã phải chịu đựng. Thì bây giờ em có thể đọc cái thông điệp này cho mọi người cùng nghe không? Dạ, thông điệp của anh là khi em cần một người để bù đắp lại những tổn thương và thiệt thòi em đã phải chịu đựng, anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây. Hay quá. Rồi, con coi cái hộp là cái gì? Dạ, thì cái này cái son. Cái son thì anh chọn màu son này bởi vì là anh nghĩ là cái mẫu người của anh và người mà anh gặp trong hôm nay thì đâu đó thì sẽ thích cái màu son mà anh chọn. Dạ, rồi, em cảm ơn nhiều. Màu son nào con thích, màu son nào? Dạ, con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Dạ, đúng. Rồi đây là màu đỏ cam. Đỏ cam luôn, ghê dạ. Thiệt chứ. Dạ, em cảm ơn nhiều. Em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Mở ra, Hiếu, dạ. mở ra con, Vũ, mở. Anh có thể mở ra không? Dạ, không được. Là một cái đồng hồ, báo thức. Thì em thấy là cái thời gian là cái mà quan trọng nhất á, cho nên là em muốn tặng một cái đồng hồ với thức luôn. Là tặng cả thời gian của em cho anh. Anh nghĩ là mình có thể không dùng cái này, em có thể gọi anh vào buổi sáng được không? À dạ. Cảm ơn em. Dạ. Con xoay qua nói chuyện. Ghế trò chuyện nên nào. Xoay cái ghế qua luôn. Xoay đối diện ghế nói chuyện nhau đi. Dạ. Thì cảm nhận của anh đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động. Và đặc biệt là có mái tóc anh rất là thích. Em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là good á. Thì nói chung anh khá là tâm lý và biết cách yêu thương và chiều chuộng người yêu. Dạ. Thì có thể là cho anh hỏi là không biết là quan điểm của em về tình yêu là như thế nào không ạ? Em nghĩ quan điểm tình yêu là khi hai người yêu nhau thì sẽ cảm giác là thoải mái, vui vẻ, có thể chia sẻ được những cái khó khăn cuộc sống hoặc là tâm sự với nhau. Thì nhưng mà công việc của ai thì người đó vẫn công việc của người đó, nhưng mà cuối ngày thì có thể được tâm sự, nói ra được cái những cái khó khăn, những cái khó khăn cả ngày của mình. Thì cho anh hỏi một câu nữa là giả sử như trong trường hợp mà em nhận được một vài nguồn tin chưa xác nhận mà nó mang tính tiêu cực và nghi của mình thì khi đó em sẽ làm như gì? Em sẽ nghe giải thích. Em sẽ từ từ và nghe cái người đó nói với mình, chứ em không có muốn nghe một luồng khác. Em phải nghe từ nhiều phía và cái người mà mình tin tưởng á là mình phải nghe đó trước. Ok, thì anh nghĩ thì trong mọi trường hợp thì mình nên tin nhau và luôn cho nhau cơ hội để cùng giải thích. Dạ. Hai đứa cũng có nhiều cái kỷ niệm về tình yêu đó, thì mình quan điểm thế nào về tình người yêu cũ, trao đổi nhau đi nữa gặp bạn cũ. Em thấy anh cái người mẫu lý tưởng là Diễm My 9X gì đó thì em không biết là khi mà anh đã chia tay rồi thì cái còn liên lạc với người yêu cũ không hay là không? Thì bởi vì là anh không có liên lạc với người yêu cũ, mà nếu có liên lạc thì đâu đó là chỉ về một vài vấn đề nó không liên quan đến tình yêu, có thể là công việc chẳng hạn. Hai đứa có nghĩ là cái người yêu cũ của mình nếu như không còn yêu nữa thì coi nhau như là những người bạn thân thiết hay là những người bạn tốt của nhau, thì cái quan điểm đó là có không hay là phải thôi luôn, delete toàn bộ, phải nói ra cái quan điểm này? Dạ, đối với cá nhân con thì người yêu cũ là cái gì đó đã cũ rồi, mà đã cũ thì mình không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều ở hiện tại. Đâu đó thì mình có thể là mình chia tay, mình có thể vẫn thể làm bạn được, nhưng mà nếu mà người yêu của con không có thích điều đó thì con có thể là không liên lạc người yêu cũ. Con hỏi bạn gái coi. Em thấy thì nếu như mà chia tay xong em thấy cũng làm bạn được. Nhưng mà nếu như đúng như anh nói luôn, nếu như mà người yêu mình không thích á thì mình không thể, có thể không liên lạc nữa. Em cũng cùng quan điểm với anh. Thì anh thì nói chung là cá tính khá là mạnh, mà những người mà có cá tính mạnh thì thường là tính sự rất là cao. Ok, thì anh không có hay ghen bậy bạ, nhưng mà đừng để anh biết. Kiểu như mà khi anh biết và không thể mà giải thích được với anh á thì lúc đó thì anh hơi là vô tâm và kiểu như là không có gì mà giữ được anh lại hết. Dù có thể là yêu nhau 10 năm chẳng hạn đi nữa thì không giải thích được đối với anh thì anh vẫn không thể tiếp tục được. Tính anh bắt cần là như vậy. Dạ. Thì không biết là Ngọc có hỏi gì cho anh không?
Anh thấy em như thế nào? Thì như lúc nãy anh có cũng có nói rồi, thì em khá là dễ thương, năng động, và anh nghĩ em cũng khá là thông minh. Dạ em cảm ơn. Thì hẹn hò sao đó? Thì đối với thời gian trước ngày hôm nay á, thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền. Còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Em có đồng ý không? Quan điểm rất rõ ràng ha. Dạ. Kiếm tiền với kiếm em nó rõ ràng lắm. Sau đó thì anh vẫn biết cách cân đối cả hai để không bị ảnh hưởng. Anh không thể nào mà đặt hai cái nó quá chênh lệch nhau. Anh vẫn biết vừa kiếm tiền vừa làm sao để xây dựng cuộc sống, vừa mà vun đắp tình cảm của chúng mình. Dạ. Cái thời gian mà công việc của anh á là ao cả tuần luôn anh? Cũng tùy, bởi vì là thường là hành chính anh sẽ làm marketing. Còn marketing anh làm từ thứ hai đến thứ sáu. Còn buổi tối anh có thể làm IT và có thể anh làm ở nhà vẫn được. Và thường là cuối tuần thì anh không có làm gì hết thì anh sẽ đi làm thêm công việc của anh. Nói chung là về thời gian anh có thể sắp xếp được. Đâu đó thì mỗi cái ngày trong tuần thứ hai tới sáu thì anh có thể là gặp em được 5 ngày trong một tuần. Thử em trai mình vẽ ra một bức tranh về gia đình sao? Khi thí dụ mình có gia đình thì mình sẽ chăm sóc con cái thế nào, thích con trai con gái, rồi vợ phân công gì, mình phân công gì, thử được cảm giác không? Dạ thì đối với con thì dù nói trai bạn gái kìa, anh cảm giác đối với anh thì đó. Dù trai gái thì anh nghĩ là nên dừng ở một đứa. Thì quan điểm đó anh cũng có bày tỏ với ba mẹ rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không đồng ý, bởi vì nhà anh thì có 6 chị em gái, một mình anh là con trai, nên ba mẹ vẫn muốn là đông con hơn xíu. Nhưng mà đối với anh thì anh nghĩ là dừng lại một đứa là đủ rồi, mình có thể là đủ vững chắc về tài chính, chăm lo tốt cho con, và đâu đó là chưa có đủ thời gian để chăm sóc lẫn nhau nữa. Và mong muốn anh có thể là mình chăm con, mình xây dựng cuộc sống, chăm sóc con đến mà con tốt nghiệp đại học xong rồi con nó sẽ tự lo cho cuộc sống của mình có thể là đi du ngoạn, làm gì mà mình thích. Em là có quan điểm là hai đứa là ok nhất. Tại sao là một đứa thì nó ít quá, kiểu như một gia đình mà có kiểu một đứa con thì cái đứa đó nó sẽ bị kiểu như hơi tuổi thân một xíu, nên em nghĩ là nếu mà gia đình thì phải hai đứa thì mới gọi là phát triển. Thì nói chung thì đó cũng là quan điểm cá nhân anh thôi, thì đó khi mà hai người cùng suy nghĩ thì nó sẽ khác nhau nữa, và anh một cái anh sẽ luôn luôn tôn trọng. Tại sao lại Vũ nghĩ chỉ có một đứa giải thích cho? Thì con nghĩ thì một đứa thì nó sẽ có ý thức là tự lập cuộc sống của mình, và cái ý thức là những việc đó nó phải làm, chứ không phải hai đứa thì đốt nó xin ảnh không, ta không làm được thì có thể là còn đứa khác kiểu vậy. Đó là quan điểm của cá nhân con thôi. Tại sao Ngọc lại là một đứa hai đứa? Bỏ về quan điểm của mình. Dạ đi. Quan điểm của con là hai đứa thì ví dụ như có chị có em thì nó có tâm sự nhiều cái, mà cái chuyện như là mấy những cái chuyện mà nó khó nói với cha mẹ thì hai đứa chị em hoặc là anh em á, nó cùng tuổi xem nhau thì nó dễ tâm sự, dễ nói chuyện. Chứ có một mình thì kiểu cảm giác như nó tự thân lắm, nó có một mình. Vậy thì tại sao em không nghĩ tới trường hợp là mình có thể là hóa thân thành bạn của con mình phải chơi với con? Nhưng mà mình sẽ không có hiểu được tâm lý của nó. Nói chung là việc hiểu không hiểu thì mình sẽ cố gắng, vì đâu đó thì cái kiểu như thời gian mà con tiếp xúc với chị nó hay em nó thì mình vẫn có thể tiếp xúc với con. Nhưng mà tại vì em thấy là nhiều gia đình có một con rồi, khi mà cái người đó lớn lên á thì kiểu như rất là tha thiết đúng không? Sao tại sao mà ra đường thì ai cũng có chị có em, có tâm sự, đi đâu cũng có chị có em, có vui. Còn sao mình có một mình thì em cũng có mấy đứa bạn nó cũng tâm sự mình rồi, ta cũng ước gì là có đứa chị gái hay ước gì là có đứa anh trai vậy đó, để mà có gì được bảo vệ kiểu như vậy đó. Thì nói chung là chỉ cần em có người con chị nói về thôi, chứ đó là quan điểm cá nhân con, thì chỉ cần em thích là được. Trời ơi, cuối cùng em thích là được. Thì ông trời ông hay lắm, ông công bằng lắm. Nhiều khi á cuộc chiến mà không có phân thắng bại đó, một phát một ông cho một cặp. Thì thực sự đối với người yêu, đối với người yêu thì con không có tranh luận quá sát sao vào việc đúng hay sai. Thì đâu đó thì trong tình yêu thì con cũng có thể là hóa thân, đối với con thì công thức mà trở thành một người chồng lý tưởng á thì sẽ bằng là người yêu cộng anh em cộng bạn bè cùng giới là khác giới cộng bố cộng thầy. Hiểu không? Dạ hiểu. Sau đó thì nên là con nghĩ rằng là một người, con là một người yêu, nhưng con có thể hóa thân thành nhiều vai trò khác nhau để có thể mà che chở, đùm bọc và chăm sóc bạn tốt hơn. Đâu đó thì sau này con cũng vậy, con cũng có thể làm như vậy. Rồi bạn gái trao đổi về
chuyện kinh tế trong gia đình thì ai quyết định? Hỏi bạn trai đi rồi mỗi người đưa ra quan điểm của mình. Thì cái quan điểm của em á, thì khi mà em mà ví dụ như sau này có gia đình á, thì em nghĩ là kinh tế là phụ nữ là người quyết định á. Quyết định bao nhiêu phần trăm em? Dạ, quyết định có 80%. Ok, thì đối với anh thì cái vấn đề đó thì ai quyết định hay ai gì nó không quan trọng, bởi quan trọng sao mà người đó có thể là đủ khả năng mà control tất cả những cái khoản đó, đủ quản trị tất cả những rủi ro là được. Còn chứ không quá quan trọng việc mà ai sẽ là người giữ tiền. Rồi làm dâu làm sao? Làm dâu hay làm rể hay như thế nào đó? Dạ, làm dâu thì đối với con thì gia đình con thì ba mẹ thì không quá quan trọng với việc làm dâu. Thì người ta thường là người ta quan ngại về vấn đề làm dâu, bởi vì là người ta sợ là mẹ chồng khó tính hoặc là anh chị khó tính. Đối với gia đình con thì ba mẹ rất là có thể là rất là thương con dâu, chỉ cần con dâu biết yêu thương ba mẹ, anh chị cũng có thể rất hòa đồng, chỉ cần là mình hòa đồng và mình có thể chủ động hòa đồng với anh chị. Nên là vấn đề đối với con thì dù cho làm dâu chăng nữa thì bạn gái cũng không có phải cô đơn trong cái vị trí là con dâu đó, và cũng có thể là không làm dâu. Nói chung là đối con thì vấn đề nó quá thoải mái, nó không có quá đặt nặng về việc làm dâu không. Thì cứ ứng biến đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Được không Ngọc? Dạ được. Tại vì con rất là sợ lấy chồng mà kiểu cảnh về làm dâu nhiều nhà rất là khó. Còn con thì kiểu cũng biết quan tâm chăm sóc, biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa, cũng biết lịch sự với yêu thương ba mẹ gì đó, cũng như ba mẹ chồng, ba mẹ mình đều yêu thương hết. Nhưng mà cũng vẫn rất là sợ, tại vì nhiều cái bộ phim trên truyền hình á, kiểu mẹ chồng nàng dâu á, thì kiểu như mình sợ, mình e ngại, mình không dám đến việc hôn nhân luôn đó. Thì anh hiểu, nhưng anh có cũng có nói rồi, thì người ta quan ngại việc làm dâu là vì lý do đó, còn đối với gia đình anh thì không có như vậy. Đó là phim thôi. Phim mà chưa biết là quá chút xíu thôi. Chưa biết. Cuộc sống giờ cũng không có chuyện mẹ chồng nàng dâu mà căng thẳng như ngày xưa đâu. Yeah. Đừng có lo. Rồi bây giờ chúng ta gọi là thay đổi không khí xíu bằng văn hóa văn nghệ đi. Bạn gái có thể nhảy múa ca hát gì đó tặng bạn trai cũng có thể ngược lại nào. Anh biết hát không? Nói chung anh cũng biết hát, nhưng mà anh chỉ hát qua trường hợp kiểu như là hát bài mít này nọ thôi, chứ còn đối với trường hiện tại thì anh có thể là mượn lời một bài hát để nói đến những lời anh muốn nói với em. Dạ. Thì con xin phép trình bày một đoạn của ca khúc Cần Một Người Hiểu của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy ạ. Rồi đứng lên hát tặng bạn gái kìa, quan trọng là đối tượng của mình đang ở phía trước mặt mình đó. Như anh nói thì anh sẽ mượn cái lời bài hát để nói đến em thôi, chứ đừng em có thể là chú tâm đến cái lời bài hát nha. Dạ. Hay lời muốn nói ha. Nhiều ký ức chợt ùa về trong tôi, ngày tháng ấy có bao giờ yêu em, giờ mới biết trên em là quan tâm, em có hay rằng trái tim này cần một người hiểu, cần một người nhớ. Tôi chỉ cần một người đó là em. Tôi chỉ cần một người đến bên tôi. Khi tôi nhận ra em chính là tình yêu. Được rồi, đứng lên liền con, đáp lễ liền con. Yêu hát không cũng hay, không có hay. Nhưng mà em sẽ hát tặng chương trình cái bài này. Nếu mà không hay thì đừng có chê nha. Dạ em hát bài Tình Yêu Màu Nắng. Ừ, rác vừa nhảy luôn hay sao? Dạ không, tại vì hôm nay con mặc đầm nó con không có nhảy. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể lại gần được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bỡ vơ, là vô giấc mơ rồi là chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi, mà nếm tôi ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết là trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nơi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bão la. Thôi em hết hơi rồi. Nhưng mà đây là dạ hay à nha. Giọng Ngọc à? Dạ dạ con hết hơi, con không có nổi. Anh mong muốn, anh cũng mong muốn là anh sẽ có nhiều cơ hội được nghe em hát thêm nữa. Nhắm mắt lại, chúng ta có khoảng lặng 30 giây để cảm nhận xem trái tim mình có đồng ý với bấm nút hay không.
nếu thật sự trái tim mình nói bấm thì cứ bấm, đừng ngại ngùng gì cả. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Bấm là phải chân thành, bấm là phải chung thủy, bấm là phải hướng về tương lai tốt đẹp, bấm là hãy trao nhau cho cơ hội. Sẵn nói sàng. Rõ, nói rõ chữ bấm giùm tôi, tôi nghe chữ bấm không à? Bấm. 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 Một, hai, ba. Bấm. Hết thời gian. Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa, mời. Chúng ta đã chính thức hẹn hò, hãy nắm tay nhau nào. Hẹn tay mình. Đã. Đẹp lắm. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc sẽ đến với hai em nha.